Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm của cả xã hội vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người dân. Chính vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm đối với mỗi đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn tập thể là việc làm cấp bách và cần thiết. Trường mầm non Zuraitis hiện có 270 trẻ theo học. An toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn bán trú tại trường luôn là vấn đề mà phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm. Hàng năm nhà trường luôn đầu tư trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc sơ chế, chế biến thực phẩm và bảo quản thức ăn, đảm bảo vệ sinh. Nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm được trang bị trang phục bảo hộ. Bếp ăn đảm bảo theo quy trình một chiều và được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% nhân viên nuôi dưỡng, hiệu trưởng có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Vào đầu các năm học thì chúng tôi đã cái việc đảm bảo đầu tiên ấy là chúng tôi ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm mà có uy tín, chất lượng và đảm bảo được các cái điều kiện để mà phục vụ cho cái vấn đề mà cung cấp thực phẩm. Cái thứ hai đấy là chúng tôi tập huấn cho cán bộ dinh dưỡng ở cái tổ nuôi của nhà trường là hiểu và nắm được về cái nguyên tắc về các cái việc mà thực hiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Chuyên về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ẩm thực, do đó an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là tiêu chí được nhà hàng này chú trọng, thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Tất cả những loại thực phẩm đều được nhập từ những địa chỉ rõ ràng và uy tín. Nhà hàng của chúng tôi luôn chú trọng về cái nguồn gốc của thực phẩm tươi sống và rau củ quả là đúng nguồn gốc, thì sạch sẽ về khâu chế biến từng khâu đầu vào và đến bàn ăn của khách hàng. Để tiếp tục đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngoài việc các lực lượng chức năng thường xuyên thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, thì chủ thể các cơ sở bếp ăn tập thể cần nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng uy tín, thương hiệu, đồng thời đưa ra an toàn vệ sinh thực phẩm trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng bếp ăn an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi người.